Xin chào tất cả các em và các thầy cô có mặt tại đây. Các thầy cô rất là vui khi có mặt tại đây vào buổi chiều hôm nay, trong không khí mà đoàn trường của chúng ta tổ chức cái hội trại truyền thống lần đầu tiên. Nghĩa đây là cái lần mà chúng ta mở đầu cho những cái hội trại tiếp theo của chúng ta, cũng như chúng ta đã và đang tổ chức cái nối vòng tay lớn trong chương trình Zalo Văn Nghệ. Thì thầy cho rằng đây là một cái hoạt động phù hợp và rất là ý nghĩa, không chỉ trong cái dịp chúng ta đã thành lập đoàn, mà thầy nghĩ rằng các cái hoạt động như thế này chúng ta cũng sẽ tổ chức thường xuyên. Vì thông qua các hoạt động này thì các em có dịp chúng ta hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, để cảm thông chia sẻ với nhau, để trong cái thời gian mà chúng ta học tập tại trường chúng ta có những cái sự hỗ trợ lẫn nhau để đoàn kết và học tập cho tốt. Cô gái chú chiên miền bị chó cắn, cô gái phục vụ và cuối cùng là bé thỏ ngầm. Lâu con nói với dù cầu dòng cha nhớ kế bài các con chỉ tội cho các thằng con đứng ngoài đầu dịch biết con là gì. Xin mời bạn cho quan điểm của mình, nó gợi lên cho bạn điều gì? Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, bí thư đảng ủy nhà trường, hiệu trưởng nhà trường, chức danh rất nhiều nhưng mà cô rất là thân thiện và xinh đẹp, đó chính là cô Phan Thị Bích Hà. Xin mời cô. Xin được giới thiệu nhà giáo ưu tú, thạc sĩ, thầy Nguyễn Xuân Dũng, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin được giới thiệu thạc sĩ nghệ thuật, thầy Lê Nguyên Đẹp, trưởng khoa kịch hát dân tộc. Xin được giới thiệu thạc sĩ nghệ thuật cô Trần Thị Lan Hương, phó trưởng khoa diễn viên kịch điện ảnh.
Xin được giới thiệu thầy Nguyễn Đức Thành, giảng viên múa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Và đồng chí Trương Văn Trí, bí thư của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Và có khoảng đến bữa nay có khoảng 500 bạn đoàn viên, và phía sân vận động chúng ta đang truyền hình trực tiếp khoảng 2.000 bạn đoàn viên nữa đang chờ đợi chương trình này. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra đến 5 giờ sáng. Xin một tràng pháo tay để cùng chúc mừng. Rất là sôi động. Và về phía khách mời, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Thị Đan Thanh, Chánh Văn phòng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Lượng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật Quân khu 7. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Quốc Thái, Phó Bí thư Đoàn Cơ sở Cục Chính trị Quân khu 7. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trung úy Nguyễn Minh Hiếu, Trợ lý Thanh niên Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại úy Đỗ Minh Tân, Phó Bí thư Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Anh Tứ, Phó Bí thư Đoàn Cơ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Thường. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời phía đảng ủy của nhà trường sẽ bước lên sân khấu và có đôi lời chia sẻ để làm cho chúng ta khí thế hơn nha. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Xuân Dũng, thạc sĩ và phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên sân khấu có đôi lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Kính thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Phan Thị Bích Hà, Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng Nhà trường. Kính thưa tất cả các quý vị khách quý, các thầy cô, các đồng chí và các diễn viên đại diện cho 12 đoàn về dự trong cái vòng tay lớn lần thứ 3 trong đêm hôm nay. Hồ Chí Minh, nhạc diện thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Và tiếp theo xin được mời quý vị đến với ca khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, đến từ Cục Chính trị Quân khu 7. Xin được kính mời. Xin trời xanh buồn giấc mơ gặp em trên cao lòng gió rừng trường sơn trong gió động lòng say. Tôi sẽ có một lời kêu đầu tiên sẽ dành cho nhóm của chúng ta đồng bước đầu ở đây. Đó là chúng ta sẽ tập đến. Chúng ta sẽ cùng nhau làm những phép toán. Và khi một phép toán vừa xong, chúng tôi sẽ để ra một kết quả. Và nhiệm vụ của các bạn là phải trả lời cho một kết quả đó bằng số người xây dựng và hỗ trợ lấy nhau. Các bạn là người vừa xong. Ví dụ, 1 cộng 2 cộng 3 thì các bạn có 6 người hỗ trợ lấy nhau từ đó đứng gần người nhất. Hoặc là một người là dung mây thì chúng ta sẽ đọc lại một người xuống dưới. Cho ấy mắt sẵn lòng lây, kiểm soát tất cả về tương lai. Bên nhau kề vai, chúng ta sẽ xây. Và bây giờ tất cả chúng ta đều cùng nhau bài hát trước. Một bài hát mà các bạn phải hỏi chúng mình tôi mỗi giá là từ Việt Nam. 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 ngón tay sạch đều và sau khi bây giờ tôi mới biết là có nhiều người muốn lên đây nhặt quan để ôm người nào.
Và sau khi tôi hát đoạn ca khúc đó xong thì tôi sẽ ra một khẩu lệnh và một phép toán. Và phép toán đó bắt buộc các bạn phải làm, phải cộng, phải trừ, phải nhân, phải chia, sau đó mà ra cái bậc cuối cùng. Số người cũng trong một nhóm phải làm đúng với số người trong bậc cuối cùng. Nếu như hơn hoặc thiếu, ít hơn, các bạn sẽ không bị yếu. Lần đầu tiên sẽ không được kết quả, có bị loại, các bạn nhớ. Bắt đầu! 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 cộng 2 sẽ đều. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 trừ 5, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 trừ 5, 2 cộng 3 cộng 4 trừ 5, 2 cộng 3 cộng 4 trừ 5, 1 cộng 2 hết cho. Cho ánh mắt sáng lung linh, khát khao về tương lai. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 trừ 5, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 trừ 5, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 trừ 5. Ông bà đã đi nhậu.